hiện tượng rỉ sắc sớm của đinh vít và mép cắt. Ngày nay, tôn lợp mái ngày càng được yêu thích bởi tính thẩm mỹ cao, dễ thi công và tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, nếu chúng ta không lưu ý, sẽ dẫn đến các hiện tượng rỉ sét sớm của đinh vít, mép cắt sẽ gây ảnh hưởng đến toàn bộ chất lượng của mái. Vậy, nguyên nhân là do đâu? Cách khắc phục và phòng tránh ra sao? Hãy nghe chia sẻ từ chuyên gia nhé! Hiện tượng rỉ sét sớm của đinh vít và mép cắt xảy ra do đâu? Hai nguyên nhân phổ biến liên quan đến việc lắp đặt mái tôn là sử dụng vít liên kết không đúng chủng loại và mép cắt bị tổn hại trong quá trình cắt thủ công. Vậy, khi mái tôn của bạn xuất hiện hiện tượng rỉ sét sớm của đinh vít và mép cắt, bạn cần xử lý như thế nào để bảo vệ chất lượng của mái nhà? Thứ nhất, thay đinh vít đúng chủng loại. Thứ hai, vệ sinh sạch vị trí rỉ sét, sau đó sử dụng sơn dầu kẽm 99% sơn lên bề mặt mới vệ sinh. Cách phòng tránh. Sử dụng vít có tuổi thọ tương đương và tương thích vật liệu với mái. Loại vít mạ kẽm nhúng nóng LAS 3-4 tiêu chuẩn AS3566 tương đương với 300-400g trên 1m2. Sử dụng đúng dụng cụ cắt như máy cắt dạng kéo, lưỡi đơn hoặc lưỡi kép. Đặc biệt không sử dụng đá cắt. Đối với mái tôn cần nối thì phải có độ dốc mái tối thiểu 30% và vị trí nối tôn cộng mí tối thiểu 25cm. Khoảng cách từ phần cuối của vật liệu bảo ôn đến mép giọt ranh của mái tôn tối thiểu là 10cm nhằm tránh nước bị bao dưỡng ngược lên phần bảo ôn, tích tụ lâu ngày sẽ gây ra hiện tượng rỉ sét sớm.